Mục đích bài thuốc đông y nhằm mục tiêu nâng cấp cả về con số lẫn unico tinh trùng cho tất cả những người bệnh đến khi đạt đến ngưỡng có khả năng giúp nữ giới thụ thai. Theo đông y, khi lũ ong mất khả năng hoặc khả năng sinh tinh yếu, thiếu là do tạng thận hư yếu bởi thận tàng tinh và sinh tinh. Thận tàng chứa tinh của ngũ tạng và tinh sinh dục. Do vậy, bài thuốc phải giúp bổ thận, tráng dương, sinh tinh. Danh y Hải Thượng Lãng ông có nói, người thầy thuốc xuất sắc chữa bệnh không tồn tại con, về phía nam nhi nói là ở chủ tinh, về phía gái nói chủ ở huyết. Bàn luận lập phương thuốc, phía trai lấy bổ thận làm cốt, phía gái điều kinh làm đầu, lại xem thêm những thuyết bổ khí, hành khí, xét lại thật thấu suốt rất có thể thụ thai được. Một số bài thuốc. Bài 1, Quỳnh Kỳ 40 giờ, Đương Quy 240 giờ, Thạc Hột 240 giờ, Nhân Sâm 20 giờ, Thỏ Ti Tử 20 giờ, Nhục Thung Dung 20 giờ, Mạc Môn 160 giờ, Hoài Sơn 160 giờ, Đỗ Trọng 160 giờ, Sơn Thù 160 giờ, Kỷ Tử 160 giờ, Tỏa Dương 160 giờ, Sa Uyển Tật Lê 160 giờ, Xuyên Tục Đoạn 120 giờ, Xuyên Ba Kích 120 giờ, Ngũ Dị Tử 80 giờ, Hồ Lô 36 40 giờ, Hồ Đào Nhục 480 giờ, Cật Dây 12 cái, Cật Heo 12 cái. Sơn Thù. Bài 2, Nhục Thung Dung 20 giờ, Thục Địa 10 giờ, Quỳnh Tinh 10 giờ, Kỷ Tử 50 giờ, Sinh Địa 50 giờ, Dâm Dương Quát 50 giờ, Hoát Táo Nhân 40 giờ, Quy Đầu 50 giờ, Xuyên Khung 30 giờ, Cam Cúc Hoa 30 giờ, Cốt Toái Bổ 40 giờ, Xuyên Ngưu Tất 40 giờ, Xuyên Tục Đoạn 40 giờ, Nhân Sam 40 giờ, Bắc Kỳ 50 giờ, Phòng Đẳng Sam 50 giờ, Đỗ Trọng 50 giờ, Đơn Sam 40 giờ, Trần Bì 20 giờ, Đại Táo 30 quả, Lộc Giác Giao 40 giờ, Lộc Dung 20 giờ. Trong đó, Thục Địa, Nhục Thung Dung, Quỳnh Tinh, Kỷ Tử, Bổ Thận Sinh Tinh, Lộc Dung, Lộc Giác Giao, Bổ Tinh Huyết, Nhân Sâm, Đẳng Sâm, Quỳnh Kỳ, Đan Sâm, Bổ Khí, Tăng Tốc Sức Khỏe, Đương Quy, Xuyên Khung, Dưỡng Huyết, Sinh Địa, Táo Nhân, Dưỡng Huyết, An Thần. Các vị thuốc khác có tính năng hỗ trợ bổ thận cường dương, sinh tinh huyết. Bài thuốc này còn chữa bệnh rối loạn dương cương, liệt dương, yếu sinh lý rất hay. Thuốc này dùng làm ngâm rượu uống. Nhục Thung Dung. Cật Dây và cật heo hấp chín thái mỏng tanh phơi thật khô, toàn bộ những vị đều tán bột, dùng mật thắng thành châu làm hoàng mỗi hoàng 10 giờ, ngày uống từ 3-4 hoàng. Trong đó, Quỳnh Kỳ, Nhân Sâm bổ khí tăng tốc sinh lực, Thỏ Ti Tử, Nhục Thung Dung, Kỷ Tử, Tỏa Dương, Ba Kích bổ thận cường dương sinh tinh, Thạc Hộp, Sơn Thù, Ngũ Dị Tử, Hồ Lô Ba, Hồ Đào Nhục, Xuyên Tục Đoạn bổ thận âm nuôi dưỡng tinh huyết, Mạc Môn, Sa Uyển Tật Lê dưỡng phế sinh tân dịch, Cật Dê, Cật Heo kích thích sinh tinh. Những xem xét. Như đã nói, chữa bệnh về vô sinh hiếm muộn nam, để ý đến chữa trị về thận tạng thận trong đông y. Thận khỏe giúp khuôn người cường tráng, cường dương và sinh tinh. Các bài thuốc trong điều trị bệnh thận suy, dương nguy chú trọng bổ thận, những vị thuốc với tính năng riêng của nó cũng đều có tính năng bổ thận, khi hiệp đồng với nhau càng có tính năng này. Ví dụ, Nhục Thung Dung có vị ngọt, mặn, tính ớn, vào hai kinh thận, đại tràng, có tính năng bổ thận, ức tinh, nhuận táo, hoạt tràng. Các tác dụng phân tích văn minh cho thấy, hàm lượng hoạt chất sinh học trong Nhục Thung Dung rất phong phú, có tính năng như một loại hormone sinh dục, kích thích và điều tiết hoạt động vui chơi của tuyến thượng thận. Hay là vị thuốc Nhân Sâm đại bổ nguyên khí, bổ tỳ ức phế, chỉ khát, an thần, tăng trí. Chủ trị những chứng tỳ khí, phế khí hư nhược, tân dịch tổn thương, chứng tiêu khát, khí huyết hư suy, thần trí rối loạn, dương nguy. Khi dùng thuốc, người bệnh cần vâng lệnh hướng dẫn của thầy thuốc. Thông thường thuốc có tính năng sau nửa liệu trình, khoảng một tháng, nên kiên trì dùng hết thang thuốc, tác dụng sẽ xuất sắc hơn vì unico tinh trùng xuất sắc hơn. Trong thời hạn chữa bệnh cần sống điều độ, hạn chế tối đa việc uống rượu bia, hút thuốc lá nếu được bỏ hẳn. Hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh.